Chiều nay, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình chọn lựa quá đơn may mắn kỳ quý 2 năm 2024. Trong kỳ này, có hơn 105.000 quá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đủ điều kiện tham gia chương trình, tăng 5,4% so với quý trước. Trong đó có hơn 36.000 quá đơn có địa chỉ người mua hàng ngoài tỉnh. Dưới sự chứng kiến của hội đồng thành viên và doanh nghiệp, ban tổ chức đã tiến hành quay số may mắn với 15 giải. Kết quả giải nhất trị giá 5 triệu đồng đã thuộc về số quá đơn của nhà thuốc Ân Bình, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra còn có 3 giải nhì, 5 giải ba, 6 giải khuyến khích. Tổng trị giá các giải là 30 triệu đồng. Chương trình chọn lựa quá đơn may mắn nhằm khuyến khích tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, bảo vệ quyền lợi cho người mua cũng như tránh thất thu thuế.